Hello, xin chào mọi người nha. Đây, bác sĩ đã phát hiện ra một con kỳ nhông đấy ở trên cái la mọi người. Đây, bác sĩ sẽ tiến hành phóng ra đằng sau và tiến hành thở tay bắt nó. Đây, một cách rất là dễ bắt chúng, đó là di chuyển đằng sau khuất tầm nhìn chúng và bắt đầu thở tay. Bắt chúng rất là đơn giản nha mọi người. Bây giờ không, thế là nếu mà không nhanh thì nó sẽ chạy mất tiêu, giống như trời này nè mọi người. Bye bye, xin chào và gặp lại, cảm ơn mọi người đã xem video nha.